Xin chào anh Luân ở Đồng Tháp, mình là Nhật Audio. Hiện tại thì Nhật đang test cục đẩy do sao AP70 trước khi giao hàng cho anh. Đây mời anh. Anh nhanh thể vào trang facebook.com/Nhật Audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé. Rồi mình thấy ba lan. Nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa phan tàn lãng quên, nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Đây anh cắm là hai cái cổng vào cùng. Cảm ơn anh Luân ở Đồng Tháp đã ủng hộ Nhật Audio rất là nhiều. Bây giờ Nhật sẽ bắt đầu đóng thùng xốp trước khi giao hàng cho anh. Rồi ok, chào anh.